À, có một lần là nhớ nhất luôn á, là em với lại em ruột của vợ em á là cũng học ở dưới luôn, là hai anh em chơi chung. Cái là một lần nói chọc tức vợ, cái em cũng hay chọc vợ vừa khóc, chọc tiếp cho khóc thêm gì đó, cầm ghế cầm đồ quăng thẳng xuống dưới, hai anh em chạy ra ngoài cửa luôn, giọt luôn. Trời, em hiền dữ vậy ta. Dạ hiền lắm anh, nói chung em thấy thấy vợ em hiền dữ lắm luôn. Đến nỗi hai anh em này chạy vô toilet đóng cửa lại luôn, khi nào mà hết đồng tỉnh thì mở ra cái chạy dù ra khỏi cửa nhà đi luôn, hai em đi luôn đó, tao phát thân luôn á. Giờ còn không, bạn này có cái tật là ga lăng với gái, thích chát chít với con gái. Thì đâu có chuyện gì để chát với con trai. Rồi chào hai em. Mời em giới thiệu về mình. Dạ, em tên là Nguyễn Phạm Kim Trung, là giáo viên dạy cấp 2 ở Phú Giáo Bình Dương. Còn em? Dạ, em tự giới thiệu là tên là Dương Vương, năm nay 24 tuổi, cũng là giáo viên tiếng Anh ở Phú Giáo luôn. Tức là hai bạn này là coi như các bạn sáng nay là từ Bình Dương lên. Dạ dạ, từ Bình Dương lên. Dạ. Quý hóa quả cho một tràng pháo tay nào. Ôi, thay mặt chương trình đó, cảm ơn hai vợ chồng em rất là nhiều. Hy vọng là trong cái buổi tiếp xúc này chúng ta sẽ có một cái buổi trò chuyện rất là thú vị và rút ra nhiều những cái kinh nghiệm cho các cặp vợ chồng son khác. Thuận à, hình như là các cặp vợ chồng ở xa lên đây á, thì ekip của mình là lo chỗ ăn chỗ ở cho các đúng các vậy bạn, đúng không? Có đầy đủ hết thưa quý vị. Các cặp vợ chồng từ phương xa khi mà đến tham dự chương trình Vợ Chồng Son thì chương trình sẽ hỗ trợ cho quý vị làm nơi ăn chỗ ở đó. Rồi bây giờ hai em giới thiệu cho tụi anh biết. Chắc là hai em là đi dạy chung trường và gặp nhau và yêu nhau đúng không? Dạ không, vợ ở đầu xóm, em ở cuối xóm. Biết nhau nhà có đạo á. Thì cũng đi học giáo lý chung, đi lễ chung. Rồi sau đó thì học lớp 1 chung với nhau nữa. Và cũng biết nhau từ đó cho tới học đại học thì cũng học chung trường. Có một cái bài cũng học chung luôn. Trong văn chương ta gọi là thanh mai trúc mã. Dạ đúng rồi. Rồi sao, ai để ý ai trước? Dạ hồi đó thì cũng con nít thôi, thấy con vợ thì cứ tròn tròn bụng mỉm cũng dễ thương lắm. Hồi mấy anh họ thì thấy vợ dễ thương nó, thôi mày ghẹ mày thích nó đi. Cái là mấy anh cũng chỉ cho cái lớp mấy, cũng lớp 1 luôn á. À. Lúc đó bạn này có thích bạn này không hay là? Dạ không? Ghét lắm. Trời ghét, chắc căm thù luôn đó. Căm thù luôn, căm thù luôn. Bạn này luôn. Bạn này căm thù bạn này. Tại vì bạn này hay nghịch bậy đó. Nghịch bậy là sao? Hồi năm lớp 1 á thì mẹ chở đi về bằng xe đạp á. À, lúc đó là em mang một cái đầm, xong rồi có cái nơ ở đằng sau á. Bạn này mới là đuổi theo. Đi cái nơ đó là em rớt luôn xuống đất. Trời ơi, bạn thích gì ta mà bạn làm những hành động mà nó bạo lực dữ vậy bạn? Nhiều lần lắm rồi, thêm một lần nữa là đang đi trong sân trường là úp nguyên cái sọt rác trong đầu em. Trời ơi, chơi bạo lực mà còn dơ bẩn. Nói chung là cái mối tình của các bạn rất là thú vị ha. Đến khi nào thì em mới theo đuổi mà cua cô này một cách nghiêm túc? Trong là từ năm lớp 8 á là đã biết thư rồi lắm. Biết trong lá thư đó là mình chắc chắn mình sẽ cua được bạn. Ông vậy đó hả? Mình nói vậy đó. Rồi còn hung á thì bạn nào hung, bạn nào trước? Hung thì tới hè năm lớp 11 lận. Mấy đứa anh em á thì đi tập thể dục buổi sáng, năm mấy thì đi trong cái con hẻm. Cái anh chị ở sau chạy lại cái nắm đầu lại hung cái chạy mất tiêu. Mấy em diễn tả là anh không hình dung được đó. Bây giờ diễn tả với nhà đang chạy quá. Dạ. Nhưng mà nè, khi mà ở cái độ tuổi đó tụi em yêu nhau vậy thì gia đình có biết không? Em biết thư là hai gia đình đã biết rồi. Hồi nhỏ là hay nghịch dại cho nên là ba mẹ không có thích. Nên là cấm. Với lại lúc đó cũng đang còn nhỏ nữa. Rồi bên gia đình em thì sao? Cũng nói học không là học mà thương thương gì. Rồi sau khi tụi em học đại học thì cái tình yêu là như thế nào? Thì cứ mướn nhà trọ thì hai phòng đối diện nhau. Từ đó hàng xóm gì đó thì cứ qua lại nấu cơm rồi ăn chung, rồi ai bệnh tật thì kia thì qua giúp, thì từ đó tình cảm nó mới lớn dần lên. Yêu bao lâu thì mới cưới nhau? Dạ 10 năm. Chắc chắn là trong cái giai đoạn mà đám cưới thì chắc không có gì khó khăn đối với các em đúng không? Cái đó vợ kể gì? À, chung kể chung là cái thời gian mà còn nửa năm nữa là đám cưới á. Cái lần đó là ảnh tới nhà em chơi, cái vô tình là mình bật điện thoại của ảnh lên, bật mạng lên thì tin nhắn của cái cô đó đến mà gọi anh này là ông xã. Trời ơi. Rồi thì lúc đầu là anh cũng hùng hổ lắm. Như kiểu là anh đây là vô tội, không có đúng gì rồi, gì hết. Tội mà. Nói chung là em không biết nói gì luôn, quyết định là em đòi chia tay với anh này. Em không rồi em làm gì để níu lại? Cái bà xã giận lên, bà xã khóc quá trời luôn, thì cứ năn nỉ rồi hủy Facebook của bạn kia rồi xóa xóa, nói chung là không còn một cái dấu tích gì của bạn đó. Rồi hết trơn á. Kể từ đó về cho đến khi đám cưới luôn là không bao giờ là ảnh không còn cái thói đó nữa đúng không? Dạ là hiền luôn rồi đó. Làm gì có hiền không? Anh thích nói chuyện với con gái. Nói chung là bạn này có cái tật là ga lăng với gái,
thích chát chít với con gái. Thì đâu có chuyện gì để chát với con trai. Con trai đâu có chuyện được, con trai. Tại vì em không có nhậu. Mình mấy lần mình không nhậu nó không có gọi được. Nó trời gọi thấy nữa. Thương quá. Đó thì cứ thông tin với con gái là ăn. Thành ra là cái này nó ăn ngang theo em thì đó. Anh nghĩ là nếu mà không ai đi chơi với con trai á, không có nhậu được thì thôi nên với con gái. Nó dễ hơn. Cái này nguy hiểm lắm. Con gái chuyện nhỏ nhặt mình thấy thương hơn nữa. Thôi giờ coi như cái chuyện đó là coi như dĩ nhiên phải qua hết rồi tất cả thì hai đứa mới thành vợ thành chồng được, đúng không? Dạ. Vậy thì bây giờ anh hỏi nè, sau khi mà cưới nhau về, ông này ông có lòi mấy cái tính xấu không? Nhưng bê bối hơn lúc mình quen. Bê bối hả? Dạ, lúc mà hồi mới quen á thì ủi đồ là vẫy vẫy nước lên, ủi thiệt thẳng như là cái ly quần nó thẳng còn hơn là con gái ủi nữa. Thì em nói sao mà cái anh này kỹ biết mốt về ở nổi không? Vậy mà tới khi mày lấy về rồi, ôi trời ơi. Bảo là sao bây giờ anh lấy vợ rồi anh bê bối anh khác quá anh ấy. Chứ anh gọn gàng sạch sẽ quá rồi gái nó nhìn em lại rõ ràng, cái đó rõ ràng luôn. Ra đường mà mình chạy chút mình đẹp quá rồi mất công á, gái nó dòm mày bụm ghen nữa. Đúng rồi. Thôi cứ bình thường thôi được rồi. Đẹp trai quá mà. Đó rồi bê bối rồi còn gì nữa nè. Lén vợ đi coi phim kêu là anh đi đăng ký thi tiếng Anh xong rồi vậy cái là rủ cái cô đồng nghiệp đi coi phim luôn. Trong khi vợ nhà cũng đủ đi. Wow. Ủa thì ta xuống thành phố ta đăng ký gì hai thì thư ký ở trung tâm nói chị với mình thì đi đăng ký về sớm không phải về liền thì thôi. Nhưng mà đi cô đi, đó đi, bữa đó đi. Đi làm mà đi làm tao xin nghỉ rồi cô đó đi làm anh kêu người ta xin nghỉ đi coi phim với anh mà đó rõ ràng là vậy mà thì rồi thì đăng ký xong nghỉ cứ có làm gì đâu. Trời ơi anh nghĩ là chồng em thuộc tiếp người đàn ông coi như là dễ dễ bị sa ngã, dễ sa ngã đúng không? Cho nên là cũng ga lăng nữa đúng không? Có ga lăng không? Ga lăng quá mức quy định luôn. Quá mức là sao? Có một lần đó là chở em đi bằng xe máy á, thì đang đi cái tự nhiên gặp cái cô kia xe bị chết máy gì đó, thắng xe là cái két gì cái xong cái lao xuống giúp người ta luôn còn vợ kệ. Cô đó đẹp không? Dạ không. À cô đó không đẹp bình thường à? Cô đó bình thường. Tại tính ảnh là vậy. À nếu vậy hay giúp người thôi, thấy ai bị gì là em giúp bạn. Ai hết xăng ngoài đường là em dừng là em đẩy xe tới đi à. Giúp nhưng mà giúp mà không dừng ai. Không, tính vậy thì tốt. Chỉ có cái vụ đi coi phim á thì hơi có cái gì cấn chút thôi ha. Còn ngoài ra thì sao? Không đi coi phim mà chứ đâu có gì đâu, đi coi phim thôi. Ngoài ra thì ở nhà có gia trưởng có ăn hiếp vợ không? Nó ngược lại dạ, anh cũng có. Thôi ngược lại đi cho không, anh kể cũng đó. Có gia trưởng anh đừng cãi. Rồi giờ em sao Dương Vương? Mà xã thấy hiền vậy á, thật rất không có hiền lắm. Có một lần là nhớ nhất luôn á là em với lại em ruột của vợ em á là cũng học ở giới luôn là hai anh em chơi chung. Cái là một lần đó chọc tức vợ. Cái em cũng hay chọc vợ vừa khóc chọc tiếp cho khóc thêm gì đó. Cầm ghế, cầm đồ quăng thẳng xuống dưới, hai anh em chạy ra ngoài cửa luôn, giọt luôn. Ở đó luôn. Ghế đó ghế mũ hay ghế cây vậy? Ghế mà ghế nhựa đó, cái nhựa mình cái đậu mình là phang đùng xuống vậy. Bao nhiêu cái thùng laptop này kia là quăng sặc xuống phăng hết vậy đó. Trời em hiền dữ vậy đó. Dạ hiền lắm anh, nói chung em thấy vợ em hiền dữ lắm luôn. Đến nỗi hai anh em là chạy vô toilet đóng cửa lại luôn. Khi nào mà hết động tĩnh thì mở ra cái chạy dù ra khỏi cửa nhà đi luôn, hai đi luôn đó. Phát thân luôn. Bây giờ còn không? Không có bạo lực nữa nhưng tối về là biết giặt à. Dạ vậy không à, thương quá à. Nói chung mỗi lần em khóc lên em dữ dằn lắm á chung. Mà sao anh nói không, anh lợi cái em đánh anh em khóc thì em không có nói gì hết nhưng mà nếu mà anh cứ nói thêm nó thêm vô khi mà em tức thì em mới vậy thôi. Thì khóc thì mình nói thì lại tức lên quýnh thêm thôi im luôn. Anh có cái tật á là mới vừa nói một hai câu bắt đầu trợn mắt lên xong rồi nạt nộ em cho nên là em mới tức thôi. Ủa trời tật là hay nạt em lắm. Em làm giáo viên mà em dạy môn quân sự không sao vậy? Là không, chỉ có em dạy môn vợ gì? Thôi à. Em dạy môn tiếng Anh. Dạ. Trợn mắt với vợ nhưng mà ngọt ngào với lại con gái. Còn em trong trường em dạy môn dạ, môn ngữ văn. Lãng mạn lắm phải không cưng? Dạ đúng rồi. Học, mà gặp vợ em có lãng mạn không? Dạ, không biết lãng mạn không? Có sao không? Rồi có nữa, có gì kể ra luôn đi. Bây giờ muốn lãng mạn cũng đâu được đâu, anh này anh khô quá, như gạch ngói vậy đó. Quen nhau bao nhiêu năm mà có đúng một lần tặng hoa cho em thôi. Đó là lần nào? Lần duy nhất là đó lớp nào? 10. Và cho đến bây giờ luôn vẫn chưa tặng em một bó hoa. Dạ đúng rồi đó. Tại sao em không tặng tiếp nữa? Không phải mà suy nghĩ tặng hoa về thấy để rồi cầm hửi thơm rồi em phải bữa sau cái nó khô. Khô cái quăng bỏ là cái tình cảm để trọng cái hành qua quăng tình cảm mình cho sọt rác. Cái thôi vẫn mua áo quần gì hay mua quà tặng đi nó thật hơn. Nhưng mà chị hỏi nè, em có biết là vợ em thích hoa không? Chắc cũng biết đó nhưng mà sau lúc đại học thì vợ không thích hoa nữa phải không? Chứ thấy ai bán hoa nó thôi không mua đâu tốn lắm. Dạ bộ ăn nói đi. Vậy có ảnh sao thôi á. em không biết cái bài mà của Phương Thảo Ngọc Lễ hả? Con gái nói có là không cũng thiệt lòng ấy, thiệt tình lắm, nghe nó không là không à.
Trời ơi, nhưng mà bây giờ bữa nay em có đặt, em có hiểu được là vợ em rất là thích hoa không? Dạ, dạ hiểu em, rồi. Em nếu như bây giờ cho em một điều ước, em ước gì? Có khi nào em ước trời giá như bây giờ chồng mình tặng mình một bó hoa, em ước có. Có ước gì đó? Thì ước đi, thì ước đi. Anh nghĩ chút nữa ước đi. Bây giờ mình nói giờ ước biết không có vì... rồi. Ờ đúng rồi. Đó, tới tội nghiệp không? Nói giờ ước biết không có rồi kìa. Giờ ước không có đâu. Thế xíu bục hiện lên mà. Rồi. Để nghe. Nè cho anh bó hoa. Thối mà. Để cho người ta tự. Đâu em. Không, em thích hoa tươi, không thích hoa này. Vô đây, vô đây tôi chỉ cho. Vô đây nè. Vô đây, nghe. Rồi, em nhắm mắt lại đi. Anh tặng em. Đúng rồi. Trước tiên thì Quốc Thượng muốn nói là đây là bó hoa không phải là của chương trình chuẩn bị trước bó hoa này để cho Như Vương, mà đây đó là một bó hoa của chính Vương. Lần từ lúc quen nhau giờ tặng một bó hoa thôi thì vợ cũng nói nhiều lần như vậy, thì cũng thấm ra là thôi nhân dịp chương trình này thì chồng cũng mua một bó hoa tặng cho vợ. Sau đây thì sao? Không phải là hai lần mà sẽ là nhiều lần nữa. Đúng rồi. Vợ nói điều gì với chồng đi. Nói chung là hôm nay em rất là bất ngờ với cái bó hoa này. Thì cũng cảm ơn chồng và mong là từ giờ cho đến suốt đời sẽ có nhiều bó hoa giống vậy. Giờ lãng mạn quá. Làm gì mới đi kìa chồng. Trời ơi. Để bày tỏ tình cảm của chồng nói vợ thì chồng sẽ tặng hậu. Không ta mà không hôn lại hết trơn đó, thấy chưa, giận á, giận á, này là gài kèo hy vọng rằng cái nụ hôn này nó không chỉ xảy ra, không diễn ra ở trên sân khấu này mà nó sẽ còn tiếp diễn hàng ngày của Trung và Vương. Và thay mặt chương trình, chúng tôi xin chúc cho cặp vợ chồng của bạn sẽ mãi mãi yêu thương nhau bền bỉ như hôm nay. Cảm ơn tụi em. Có nghĩa là họ không có thích nhau, kéo xong cuối cùng trời ông phạt cũng đặt để sao mà giờ thành là mía thành đó. Cái hình ảnh ảnh đang ôm một cô gái máu đi lên là nóng lên, cái em gọi điện thoại em kêu là sao anh họ lừa dối em, không ngờ anh là một người như thế này nè. Sai lầm khi mà quen anh, kêu là em đi ra ngoài cầu á, em lấy xe của anh về đi rồi đem về cho ba mẹ anh. Nói với ba mẹ anh đó là anh xin lỗi vì anh bất hiếu quá, không có nhìn ba mẹ được. Em tên gì? Em tên là Nguyễn Quý Giang, năm nay em 31 tuổi, hiện là nhân viên đối ngoại. Em tên là Nguyễn Thị Mỹ Nhung, năm nay 28 tuổi, hiện là nhân viên văn phòng. Nhung Giang gặp nhau trong trường hợp nào? Tụi em gặp nhau lần đầu tiên ở trong một quán cà phê. Do là em có một cái người bạn nó rất là thích hẹn mấy cô gái chân dài da trắng để đi uống cà phê, thì bữa đó có rủ em theo, thì em cũng tò mò muốn biết chân dài da trắng đẹp cỡ nào. Thì em cũng đi theo. Em nói sao chứ, ông đàn ông nào mà không thích gặp chân dài da trắng. Em làm bộ em kiếm cớ em nói là thử coi sao. Dạ tại làm như chưa bao giờ gặp vậy đó. Hôm đó giờ gặp chân dài da đen. Dạ, em có một đứa bạn thì bữa đó thì nó rủ em đi uống cà phê, tới nhà chở em tới tận nơi nữa, cho nên em miễn cưỡng là em đi đi theo tới đó. Rồi chị hiểu rồi, có nghĩa là bạn này á thì đi theo bạn trai của bạn này để đi coi cái cô chân dài đó ra làm sao. Còn bạn này á là bạn của cô chân dài, bạn của cô chân dài đó. Rồi là bốn bạn gặp nhau ở quán cà phê. Bây giờ thành hai cặp. Không, chỉ có mình em và anh sẽ là một cặp, còn hai người kia hiện giờ vẫn chưa có thành gì hết. Để chị hỏi chút xíu nè, cái hôm mà em gặp hai người đó, người chân dài hơn với người chân dài vừa đó, thì lúc đó thực lòng em thích cô chân dài kia không? Em thì thích thì cũng không dám nói ra, tại vì cái đó là kèo của bạn em, mình chỉ đi theo mình xem cho biết thôi. Còn bạn của chồng em lúc đó đẹp trai không? Dạ cũng đẹp trai lắm. Rồi là thực lòng em là em nghĩa chồng em hay là nghĩa bạn kia? Dạ thực lòng em thì cũng thích hết, tự vì cũng dễ thương, cũng đẹp trai lắm. Có nghĩa là họ không có thích nhau, kéo xong cuối cùng trời ông phạt cũng đặt để sao mà giờ thành là nghĩa thành đó. Rồi bây giờ cái ấn tượng mà khi lúc mà em gặp chồng em á, thì đang ngồi nói chuyện với anh kia kìa, cái nghe cái tiếng đi hình hình, em quay lại thì thấy là một cái anh, trời ơi siêu mặt luôn, hai cái má xệ xuống. Lúc đó là nặng gần 100 kg. Cái gì hả? Như vậy bây giờ là em bao nhiêu ký? Dạ giờ em 80 kg. Xuống gần 20 kg. Dạ trong 6 tháng. Ủa mà sao trong giảm được hay? Em giảm là do đám cưới em muốn chụp hình cho đẹp.
Dạ. Nhưng mà cái lúc mà bạn vô bạn thấy một con người như vậy mà gần 100kg thì dạ, lúc thì đó bạn cái đó nghĩ là sẽ là người yêu của bạn không? Dạ không, vì em thấy là mặt xấu cho nên là đâu có ấn tượng gì với em để em thích đâu. Không nghĩ tới. Không nghĩ tới. Còn bạn này thì sao? Em cũng không có để ý cô này đâu. Tại em để ý cô kia không à. Mà cô đẹp lắm. Nhưng mà khi mà em nói chuyện á thì em thấy cái cô kia cũng không có cười, cô khô không khóc à. Còn vợ em thì ngồi cười quá trời cười. Ủa mà cười vậy? Tại vì anh kể chị hài mà. Dạ em thấy ảnh hài hước lắm cho nên là cũng mến cái tính hài hước đó. Vậy là sau đó là dạ, là tụi em bắt đầu yêu nhau hẹn hò. Rồi trong thời gian yêu nhau á thì có gặp những cái trở ngại gì không? Trong thời gian hẹn hò nhau á thì tới hai lần anh đòi tự tử luôn. Trời ơi, sao vậy? Lần thứ nhất là do em đòi chia tay với ảnh để em sang nước ngoài du học. Em có nói với ảnh là thôi bây giờ mình tạm ngưng đi để em sang nước ngoài du học. Sau đó ổn định thì em sẽ về em bảo lãnh anh. Mà sao? Em thấy là con gái mà đi du học là đi luôn à. Đâu có dạ, con trai thì còn già chứ con gái là đi mất tiêu luôn. Nên em đâu có chịu đâu. Đó cái em mới làm áp lực, em mới đi mua hộp dao lam, em cầm dao lam qua nhà kiếm cổ. Đang ở trong nhà thì tự nhiên cái ảnh nó tới nhưng mà cái mặt thì đỏ ngầu à, giống như là mới uống bia vậy đó. Rồi trên tay cầm một cái hộp dao lam á anh. Rồi xong vô nhà em nói là bây giờ em mà đi á là anh cắt tay anh tự dựng chết liền luôn. Ông lấy cái lưỡi lam ra anh để vô tay ảnh. Cái xong rồi em thì nghĩ trời ơi, lỡ mà có án mạng trong nhà thì ảnh mà chết thì ảnh đi ám em rồi sao em lấy chồng luôn. Nhưng mà không, em thì em cũng giả bộ em cầm em để vậy nè. Thì khi em thấy cô xuống cái cô chạy lại cô ôm em, cô giật cái lưỡi lam lại thì em lại buông ra liền. Em giả bộ thôi mà, lỡ cách kiệt chúng chết sao đó. Vô tình bữa đó em lên mạng em search cái nick của ảnh á, cái trên mạng á hiện ra một cái hình ảnh ảnh đang ôm một cô gái máu điên lên là nóng lên. Cái em gọi điện thoại em kêu là sao anh họ lừa dối em, em không ngờ anh là một người như thế này nè. Sai lầm khi mà quen anh. Cái xong rồi em cắt điện thoại luôn. Rồi cái em đi qua nhà bạn em chơi. Sau đó thì con nhà bạn em á nó mới nói lại với em là anh Giang này nè nhắn tin kêu là em đi ra ngoài cầu á, em lấy xe của anh về đi rồi đem về cho ba mẹ anh. Nói với ba mẹ anh á là anh xin lỗi vì anh bất hiếu quá, không có nhìn ba mẹ được. Thì đó em chạy xe rồi căn mét thì em để xe đó. Cái em mới đi qua bên thành cầu bên kia em ngồi. Đó mà em khóa xe rồi. Dạ. Cái em mới ngồi em coi cổ có tới không. Cái em thấy cổ tới. Em chạy tới thì em thấy có chiếc xe không mà người thì không có. Thì lúc đó em mới hoảng hốt luôn là em nghĩ trời ơi cái này mà chắc ảnh nhảy cầu thì rồi. Thì em mới la Quý Giang rồi. Mà không thấy đâu hết. Thì em chạy lên sang trên cầu em tìm em la. Thì nhìn vào bên cầu bên kia thì ảnh đang ngồi bên kia. Đang ngồi trên cầu á. Mà em thấy cổ là em thấy mắc cười rồi. Nhưng mà em đang đóng kịch mà sao em cười được. Cái em bộ mặt kiểu não lắm. Cái ông cổ chạy qua cô thấy em, cô kéo em xuống cái thành, từ thành cầu kéo xuống kia. Bây giờ bỏ rớt. Lúc đó thấy em rồi. Nhưng mà cố tình leo lên cái hành lang để nhảy xuống. Thì em mới kéo xuống. Thì không chịu xuống mà mập quá thì em kéo không nổi. Cái em kéo được đó, cái bịch xuống luôn. Thì mọi người xung quanh tưởng có cái chuyện gì xảy ra á, bu vô hỏi hàm lum hết trơn. Thì lúc đó xấu hổ vô cùng luôn. Mà lúc đó là em đóng kịch luôn với mọi người mà chạy tới luôn lỡ. Dạ đúng rồi, đúng không? Em lỡ thì em mới đi theo luôn. Chứ lỡ mà em thấy người ta phát hiện ra mới công người ta đánh mình, chửi mình chết luôn á. Em làm dữ luôn. Dạ em làm dữ, em cũng ngồi bạch đó nè, cũng mày đó. Em giờ em có tha thứ nào không? Em nói một câu đi, để anh làm luôn nè. Cầu đó ngay đây rồi đó. Cổ cũng nói thôi rồi, em tha. Người ta nhìn kỳ quá. Cái em thấy người ta nhìn cũng kỳ thiệt. Thôi em biến lên, thôi đi gọi em đi về. Dạ. Mình hình dung có hai trường hợp xảy ra ha. Bữa đó thì không biết làm sao luôn á. Thứ nhất là em bị mất cái xe. Còn cái trường hợp kia mà cũng lúc mà dằn qua dằn lại á, lỡ mà nó tụt tay vì nó nhỏ con á. Tụt tay một cái rồi nó té ngược qua cái phía nước chứ không có té ngược ra phía sau. Dạ, lúc đó là hết nước của cậu luôn. Cậu nhỏ luôn. Nặng quá, nhảy rồi xài rồi. Xài cái chiêu này hai lần thôi đúng không? Dạ. Đừng có lặp lại lần thứ ba. Dạ, quá tạm bạc. Dạ, cho đi thiệt luôn á. Dạ. Rồi sau khi cưới về rồi có... Cưới được bao lâu? Hiện giờ là em cưới được 3 năm. Có em bé chưa? Dạ có rồi. Rồi cái chuyện hôn nhân nó có chuyện gì mà nó vui giống như là lúc yêu nhau không? Dạ sau hôn nhân thì té ngửa hết mọi thứ chứ không phải. Ai té ngửa? Dạ em. Em có té ngửa không vậy? Vỡ mộng dạ, hả? Em cũng có những cái té ngửa. Khi mà đang quen á, thấy cổ cười nhiều mà nói ít. Còn khi mà quen rồi, cưới rồi, về cái cổ làm ngược lại. Cô nói nhiều hơn, mà cô ít cười lại, cô nhăn không à. Từ sáng tới chiều cô nhăn cả ngày luôn. Dạ nhăn do nhiều cái để em bực bội nên em phải nhăn chứ. Có chuyện gì? Trước lúc cưới thì hứa hẹn với em là đi làm rồi xong đưa tiền hết cho em.
xong giờ cưới xong rồi đó cái nướng vô game hết, không đưa đồng xu nào hết trơn á. Trời ơi, em ghiền cái em cỡ vậy luôn á. Nghĩ là chơi chơi vui mà không biết chơi xong thì nó ghiền. Có khi nào mà chính vì cái sự nghiện game đó của chồng em mà hai chồng em gặp trục trặc không? Dạ có chứ, em lúc đó là em cảm thấy thất vọng về ảnh vô cùng luôn, nên em chán lắm. Có ý định là một là em bỏ đi về mẹ em, hai là em dẫn đến ly hôn. Tại vì nói hoài không nghe. Rồi trận đó làm sao? Có một lần em tình cờ em mở cái điện thoại về em ra, em thấy ghi trong điện thoại á là than phiền về em này kia, tại sao chơi game mà bỏ bê này kia đó, chắc là cũng không kéo dài được bao lâu nữa. Thì em cũng giật mình, em cũng sợ, không bao giờ nghĩ đến chuyện là vì chơi game mà có thể dẫn đến cái chuyện là ly hôn đâu. Em có biết chồng em lén đọc cái những dạ không đồng? Em không biết rằng là chồng em đọc được, và tự nhiên cái bất ngờ ảnh bỏ game, em không biết lý do luôn á. Thì bây giờ đến giờ mới biết là ảnh đọc được nhật ký. Đến hôm nay mới biết. Dạ đúng rồi. Vậy đó. Ồ tuyệt vời. Bây giờ em còn cái điều gì cần chồng thay đổi nữa? Dạ còn chị ơi, cực kỳ lười tắm. Cứ mỗi lần đi làm về á, không thấy tắm cái em mới kêu là anh ơi đi tắm đi. Cái anh kêu châu bò cả năm không tắm cái con nào chết đâu. Mỗi lần nghe nói câu đó cái cổ nói à, châu bò không tắm á, thì không con nào chết. Ông mà ông tắm một bữa là tôi chết. Thì em cũng lần lửa vậy á. Không, nhiều khi không tắm, qua ngày mai mới tắm gì. Em sợ nước hả? Dạ tại vì khi đi làm về em mệt lắm. Em nằm em nghỉ ngơi chút xíu hồi em nghỉ luôn. Ngủ luôn đúng không? Ngủ luôn, ngủ quên luôn. Trời. Bà thì ở sạch. Các bạn cứ cằn nhằn hoài đó, một đó là có cái chuyện mà cằn nhằn em suốt kìa đi. Thực ra bản thân chị sợ nước lắm nha. Một ngày là chị đặt cho chị một cái mục tiêu là ráng cố gắng ngày tắm lần. Dạ. Yeah. Đó, nhưng mà chị để ý lúc mình mệt á, mình chỉ cần ráo mồ hôi xong mình vô mình tắm một cái thôi tự nhiên nó khỏe mà, liền. Chút nữa giờ tắm liền một cái nha. Dạ. Điều bạn mong muốn vợ bạn thay đổi là gì? Bớt càm ràm em đi hơn chút. Cái gì nói một lần thôi, bớt cắn một chút. Người hết chỗ cắn rồi, đau quá rồi. Cái cắn là em yên tâm đi, sau đây là không bị cắn nữa đâu. Còn em thì mong chồng em á là ở nhà nhiều hơn là đi ra ngoài đường. À. Tại anh thích đi ra ngoài đường lắm. Ở nhà có một ngày anh cứ kêu là trời ơi cuồng chân rồi. Trời chỉ hỏi là cho nên em đó là thực ra đó là tất cả gọi là cái bệnh mà bệnh cố hữu của tất cả các ông chồng. Nói chung á là mình nên sống chung với lũ để chi mình bớt càm ràm. Mình bớt càm ràm cái tự dưng ấy, chồng mình thấy thôi cái nhà này nó cũng thanh bình đó. Thôi kệ, mình về mình cũng được nghỉ ngơi, mình cũng được yên ổn, chịu khó về nhà. Chứ giờ càng nói càng đi mệt quá mà về nhà mệt hơn. Dạ thì bớt càm ràm cũng mệt lắm á. Bây giờ giữ sức khỏe cho nhau đi. Người bớt càm ràm là người tự động đi về nhiều à. Rồi, vậy cảm ơn em. Thấy vợ em có bồ đó, tấn công. Anh này là ảnh cưa em trong vòng 2 tháng mà ảnh không nói gì hết. Còn bây giờ hãy cho một chàng pháo tay đón chào cặp vợ chồng tiếp theo. Rồi chào hai em. Mời hai em giới thiệu về mình. Chào anh Quốc Thịnh, chào chị Hồng Vân. Em tên là Nguyễn Tấn Tài, năm nay là 26 tuổi, hiện đang là nhân viên kinh doanh bất động sản. Dạ chào chị Hồng Vân và anh Quốc Thuận và quý vị khán giả. Em tên là Trần Thị Diễm Hương, năm nay em 24 tuổi. Công việc hiện tại của em là thiết kế nội thất ạ. Bên này bán nhà, bên này thiết kế nội thất. Đâu rồi? Một đội đó, một đội. Quá dữ luôn á. Ủa bán đâu quận mấy nào? Em bán ở quận 4 anh. Còn có căn nào ổn giới thiệu anh nghe. Dạ. Tụi em là cưới nhau bao lâu rồi? Dạ được 1 năm 4 tháng. Năm 4 tháng. Yêu nhau bao lâu? Dạ yêu nhau chừng 1-2 tháng gì á. Rồi vậy là chắc chắn là chung đội rồi em ơi. Chung đội rồi lấy nhau rồi. Chung công ty này chắc luôn đúng không? Dạ không ạ. Vì tình yêu của cả hai em là bắt đầu từ khi nào? Dạ em biết vợ em chứ cách đây là 5 năm. Thì đó em mới bắt đầu chơi Facebook á. Thì em là người Tây Ninh. Thì em add những người nào mà Tây Ninh á. Add vô cái lúc đó có add vợ em đó. Thấy vợ em hay viết những cái ta tết á, rất là hài hước, cá tính, cho nên em cũng vô em chọc ghẹo. Lúc đó thì thấy vợ em có bồ đó, em cũng không có tấn công. À là biết vợ bồ cũng qua Facebook luôn. Dạ anh hay lên tường Facebook của em để mà viết những cái câu giống như là nhìn em quen lắm nha, rồi anh nhớ rồi, hình như anh học mẫu giáo chung với em. Dạ nên là em cũng hay để ý. Nhưng mà lúc đó là có người yêu. Dạ lúc đó em có người yêu rồi ạ. Khoảng 2 năm sau đó thì em chia tay người yêu thì em mới đăng lên mạng là tự nhiên thèm bánh kem, ước gì có người mua. Thì anh này anh mới vô, anh nói là ăn hôm thì tí anh qua anh chở đi mua ăn. Dạ
Thì là lúc đó là định hẹn là đi ra ngoài gặp, nhưng mà em cũng lười nữa, em lại cho anh này đeo tay luôn, không đi. Trời, vậy đó hả? Cái dạ, cuộc hẹn đầu tiên vậy đó hả? Dạ. Rồi cái lần đầu tiên mà em bị thất hẹn vậy, em cảm giác em sao? Lúc đó cũng quê quá. Cái cũng không nói chuyện với chị nữa. À, sau bẵng đi là khoảng 3 năm sau luôn. Trời, là tụi em không nói chuyện với nhau nữa. Có chị... 3 năm nữa hả? Dạ. Là 5 năm. Dạ, là 5 năm. Là đến lúc mà tụi em gặp nhau ngoài đời là tự nhiên hồi đó ảnh cho có chơi số điện thoại để mà em gọi anh đi ăn bánh kem đó. Lúc đó là tự nhiên ảnh tham gia Zalo, thì Zalo mới báo cho em là anh này ảnh tham gia Zalo. Cái em mới về mới ghi là hú. Thì anh này ảnh mới trả lời lại. Thì lúc đó là hai đứa em bắt đầu nói chuyện và gặp nhau ở ngoài. Là mấy tháng trước khi cưới? Dạ khoảng 3 tháng. À, còn 5 năm. 3 tháng trước khi tụi em quyết định đám hỏi anh. Rồi hỏi xong bao lâu mới cưới? Dạ hỏi xong là nửa năm mới cưới. Có nghĩa là độ chừng là 9 tháng hả? Dạ, anh này là ảnh cưa em trong vòng 2 tháng. Mà ảnh không nói gì hết. Ảnh chỉ có là qua chở em đi ăn. Ảnh không có nắm tay, cũng coi như không có động tĩnh gì hết. Nên là em rất là thắc mắc. Nghi ngờ. Dạ, em nghi ngờ. Nhiều khi chở mình là chỉ bước bình phong thôi. Dạ. Đúng không? Rồi sao nữa? Dạ, để chồng em. Nhưng mà anh hỏi em nè. Dạ. Em có hiền thiệt không hay là em giả bộ hiền để mà lấy được? Kinh nghiệm của em là hấp tấp quá học, cho nên là em đúng túc. Dạ đúng rồi, mình phải dùng chiêu cần từ... như không cần. Dạ, sức bình tĩnh đúng không, để nó đè nén lại. Dạ, lúc đó em thương vợ em như tình yêu rồi, hào quang rồi, cho nên là em dẫn vợ em đi một cách chân thành nhất, chứ không có là bậy bạ vậy đó. Rồi xong sao rồi em nghi ngờ vậy? Dạ thì không? Em nghi ngờ. Rồi sao? Dạ thì đi với nhau 2 tháng trời, ảnh cứ dắt em đi ăn hết quán này quán nọ. Như là ảnh cho em ăn, lúc đó em còn nghĩ là tại sao anh này có nhiều tiền như vậy, cho em ăn nhiều như vậy, mà không lại không nói gì với em hết. Thì sau này em mới phát hiện ra là tại vì lúc mà ảnh tỏ tình với em là tại vì ảnh hết tiền rồi. Giờ mà không trở tình nữa thì không biết làm sao mà tỏ tình. Không kiếm đâu tiền, thế là cái tiền đã heo là sao hết rồi. Dạ. Trời ơi. Nghĩa là cái ngày quyết định tỏ tình là bởi vì mình hết tiền hả? Dạ đúng rồi. Tỏ cho rồi đi chứ đã dắt đi hết luôn. Tiền rồi. Vậy là cái tiền mà hồi thời gian tán tỉnh là do tiền tiết kiệm hả? Hay dạ sao? Đúng là tiền để dành của em. Trời ơi. Dạ. Dạ. Còn... tầm 3 triệu rồi chị. Ủa 3 triệu mà ăn bao lâu? Dạ ăn trong 2 tháng ạ. À. Trời ơi 3 triệu 2 tháng. Dạ. Chở nhau đi ăn bánh tráng trộn. Thì em đâu có ăn sang đâu chị. Trời ơi. Tại vì em thương nên là em không có ăn những cái nơi mà em mắc tiền. Dạ. Chỉ đi ăn lề đường thôi. Rồi cái gì em là tôi thử là tôi dẫn vô bạc hay giáp ra là bắt xin ăn liền luôn à. Dạ. Tự nhiên đốt nhà người ta vậy. Sao tự nhiên đốt nhà người ta vậy? Chương trình vợ chồng son mà sao kỳ vậy? Lộn hả? Lộn chương trình. Rồi trời à. Nói chứ để chị hỏi này nè. Rồi xong rồi sao rồi, có thử không? Có thử coi ông này ông có... Dạ không chị, lúc đó thì về thì đi dọc đường coi như được tỏ tình là em mãn nguyện rồi. Sao đó chị đừng hỏi sao đó. Sao đó thì sao? Dạ. Bây giờ là đó, ông cứ như vậy thì mình có sống thử với nhau để biết ông chắc chắn là đàn ông không? Dạ không chị, lúc đó thì không có sống thử. À, tụi em quen nhau được khoảng 2 tháng đó thì em giới thiệu về, giới thiệu cho ba mẹ em. Thì ba mẹ em thì cũng thấy anh này hiền. Thì nhưng mà mẹ em chỉ có nói là sao thằng này giàu quá vậy. Sao là đám hỏi em đúng không? Dạ thì anh dắt em, dắt anh về trước, xong rồi anh mới dắt em về nhà ảnh. Thì ba mẹ cũng, ba mẹ chồng em thì cũng thương. Tại vì em trên đây là em ở trọ. Nên là ba mẹ cũng thương, ba mẹ cũng nói là hay về ở đây luôn đi. Nhưng mà ba mẹ em thì không cho, tại vì con gái chưa cưới hỏi nên là không có cho về ở. Mà ba mẹ chồng em thì xin địa chỉ nhà em và lên nhà em chơi. Tối ba em điện xuống thì tháng 11 là đám hỏi nha. Là tức là 1 tháng rưỡi sau. Em rất là hoảng hốt, tụi em không biết gì sao hết. Dạ. Nhưng mà cái thời gian đó là tụi em là vẫn là thuê nhà ở hai nhà. Dạ không, anh là ở nhà. Anh ở nhà. Mà đám hỏi xong rồi có về nhà bên dạ, đây đúng ở rồi, không? Có dạ. Là lúc đó là mới sống thử đó dạ, đúng không? Dạ đúng rồi dạ. Rồi sống thử thì vui không? Thử à. Dạ. Mừng vui không? Vui không? Dạ vui. Vui. Được không? Được không? Dạ được. Được mới cưới đúng không? Dạ. Ở nhưng mà lúc đó thì có phát hiện ra tật xấu gì qua đâu? Lúc mà quen nhau thì ảnh rất là vui. Ảnh không có bộc lộ gì hết, nhưng mà khi về sống thử thì mới phát hiện anh rất là nóng tính. Anh nóng tính vô cùng luôn. Ở nhà mà ai cần ai mà làm trái ảnh thì anh sẽ la lên. La lớn lên, la lớn tiếng lên. Anh la lên thì em giận. Sau này thì em trị anh bằng cách là mỗi lần mà anh la thì em sẽ la lớn hơn. Dạ. Anh la mà
một thì em la hai. Mà anh la cái gì? Em ví dụ như có ai mà cứ nói hoài á thì anh sẽ la lớn lên để cho người ta không nói nữa, nhưng mà em thì em không thích như vậy. Cái gì thì mình nói nhỏ nhẹ với nhau. Rồi mỗi lần mà gây lộn với nhau anh tức giận là anh có đập đồ hay là anh có bỏ nhà đi hay là bỏ ra ngoài được không? Dạ không mà bỏ ra ngoài thì sau này dạ. Không, có nghĩa là lúc em giận vợ thì em sẽ làm cái gì? Thật ra là em la là do là em không ưng vợ em, như là vợ không dọn dẹp nè, thì em im mà mặt em khó chịu lắm. Vợ em là cự lên em liền. Rồi giận hơn vợ thì sao? Em giận vợ em cái em chạy xuống dưới lầu em ngủ. Bỏ ra ngủ riêng ở dưới lầu? Dạ. Dạ, mỗi lần anh giận thì em rất là ghét cái tính là đi ngủ riêng như vậy. Thì em nói cái gì giận nhau cũng phải ngủ chung với nhau, thì ảnh lại đi ngủ riêng. Thì là cả nước biết đó đúng không? Dạ, tại vì tính em thì xuống dưới ngủ thì mẹ ngủ ở dưới, nên là kêu thì em ngại mẹ, sợ mẹ biết rồi mẹ lại hỏi thăm hai đứa tại sao lại cãi nhau. Thì em mới xuống gõ cửa phòng không được thì em đi lên thì em nhắn tin, điện thoại cũng không nghe. Thì nhiều lần như vậy thì em cũng rất là bực. Mới đây thôi thì em cũng quyết trị chồng em bằng được. Cách nào? Dạ, em điện thoại cho em không lên thì sáng hôm sau em ngủ dậy rồi em cuốn gói đi vào nhà bạn em. Vậy đó, dạ. Có đi kiếm không? Thì chiều em điện thoại về cho mẹ chồng, em bảo là em đi về quê. Chồng em biết là nên là kêu thôi về đi, rồi chồng em chở ra bến xe, nhưng mà em không về. Em nhắn tin là tôi bỏ nhà tôi đi, tôi không có về quê đâu, đừng có kiếm tôi. Dạ, thì ảnh ở nhà ảnh cũng giận, nhưng mà em về thì chồng em là điện thoại mét ba em. Mét ba là sao? Em kêu là vợ em chắc không về, em biết tính vợ em mà là lì hơn em nữa, nên là chắc không về đâu. Giờ chỉ có là kêu ba là khuyên chỉ về. Để em sợ lo là có gì đó. Vô tình thì cái Zalo của vợ em ở trên máy tính nó còn nhà, rồi có chat với ba em là đang ở nhà bạn, cho nên là em biết vợ em ở đâu rồi. Cho nên cái lúc đó em cũng im luôn. Coi chị sao đó, chị cương được bao lâu đúng không? Ừ. Có nghĩa là chồng em á là nóng tính. Dạ. Còn cái tật gì xấu nữa không? Ổng thì rất là thích ăn hàng. Ra đường thì ảnh không nhìn gái mà chỉ nhìn người ta bán cái gì vậy em vậy. Dạ, cứ là ăn bán gì vậy, người ta bán cái gì kìa. Em thì ra đường thì nhiều khi em nhìn gái em nói ê chị đó đẹp quá, anh mặc váy đẹp hay gì đó. Chồng em đâu không thấy gì hết, chỉ thấy đồ ăn thôi. Anh đứng trước trường em, anh đợi em có 15 phút thôi mà anh ăn hả gần cả 100.000 tiền quà vặt. Nào em ra là cái lồng xe mắt á, là nào là nước cam, rồi sữa, bánh tráng trộn, xôi trời chiên ơi. Đầy trong lồng xe á. Dạ. Coi như tật ăn hàng thôi, cái đó dễ thương mà rồi, không phải tật đâu. Anh ăn hàng thôi. Coi như là chỉ có nóng tính là xấu thôi. Còn vợ em sao? Vợ em thì có tính là hay chặn đầu em. Em chưa nói hết câu nữa là vợ em nghĩ xấu em rồi. Là cái tính đó là cái bằng tính xấu đó hả? Tính chặn đầu đó. Dạ, nhiều trường hợp mà em không nhớ rõ. Vậy hả? Dạ. Là không còn một cái xấu gì nữa đó phải không? Chỉ hay bày ra không dọn rồi. Bừa bộ. Với con cái nữa là vợ em kêu phải trả tiền mới chịu làm, như kêu quét nhà phải trả 100.000, móc tiền ra trả liền. Kêu lấy nước 50, đóng lưng 50. Giờ chị bắt trước nè. Dạ. Như là kiếm tiền tại nhà đó. Dạ đúng rồi. Hai đứa có con chưa? Dạ chưa chị. Vậy có mong muốn chồng thay đổi gì? Dạ không, tại vì chồng em thì em thấy là khi mà mới về thì ảnh nóng tính thôi, nhưng mà bây giờ thì ảnh rất là ảnh hết rồi. Ảnh không còn nóng tính nữa. Giờ ảnh thì em thấy ảnh rất là thương vợ, ảnh rất là cuồng vợ. Cuồng vợ. Ảnh rất là cuồng vợ. Chỉ cần ai mà đụng tới vợ ảnh là ảnh sẽ không có thích. Ảnh lóc hết Facebook. Nên đây em chỉ mong chồng em hứa với em một câu. Hứa gì vậy? Là có thể yêu em đến suốt cuộc đời thôi. Trời ơi. Cái đó để sau đây ông hứa nha. Còn vợ ông chồng muốn bà vợ thay đổi gì nè? Vợ em hả? Cũng quá tuyệt vời em rồi. Nhưng mà vợ em cũng hay nhắc em là tại sao chưa cầu hôn vợ mà giờ cưới rồi. Giờ không chịu đâu. Giờ chắc em phải cầu hôn vợ em. Trời ơi, trời ơi. Đó, giờ cái nguyên cái chỗ này là của hai người đó. Hai người muốn làm gì đó làm đi. Muốn cầu hôn hay là muốn hứa hẹn gì hứa đi. Đó, tôi quay mặt đi nè. Phải chi mà nói cho tôi biết trước là tôi mang theo cây kèn tôi hỏi rồi. Đó, nhưng mà có nhận đâu mà cầu hôn. Đứng lên đi đó, cầu hôn rồi hứa gì hứa đi. Tôi không có thấy gì hết. Không có nhìn nè, không có nhìn gì hết. Để nào phát chương trình này tôi coi lại. Nhẫn thì anh trao rồi. Tại vì em đòi đeo. Anh đã cưới em được 1 năm 4 tháng rồi. Thì anh muốn nói với em là hãy là luôn là người vợ tuyệt vời nhất của anh nhé. Dạ. Dạ.
Dạ anh sao đó, nãy người ta mong muốn mình nói câu gì đó. Dạ anh sẽ yêu em suốt đời. Đó, chị chưa? Chị chưa ôm hôn rồi, trời ơi. Đó. À, xin chúc cho hai em hạnh phúc và nắm tay nhau đi mãi mãi đến suốt cuộc đời. Và đặc biệt là trong năm sau sẽ có một em bé, và không những một mà thậm chí là sinh đôi cũng được. Hai em bé ra đời trong trong một ngày đẹp trời. Và sẽ đẹp trai, đẹp gái, kháu khỉnh và mạnh khỏe như cha mẹ của chúng nó. Em cảm ơn Thịnh nha. Hồng Vân và Quốc Hưng xin chào mừng quý vị đã đến với chương trình Vợ Chồng Son. Có một lần cãi lộn, hù em đưa tay lên định xử em, nhưng mà em đâu vừa mặt nè, ngon nhào vô kiếm ăn. Nhào vô kiếm ăn. Chồng em ghen hơn, chỉ có cái việc mà lướt Facebook thôi á, vô là coi coi em like hình của ai, comment gì thì sẽ hỏi anh này là ai, quen như thế nào, ở đâu, sao em ai cũng quen hết vậy. Em không nói chuyện với người ta sao người ta trả lời lại em, giống như là quy chụp em vậy, rất là bực mình. À, kính thưa quý vị, chương trình Vợ Chồng Son là một chương trình được dựa trên format Shinkansen Irasai của đài truyền hình Asahi Nhật Bản. Cô Thượng xin kính mời quý vị hãy dành một tràng pháo tay để cùng gặp gỡ với cặp vợ chồng đầu tiên. Rồi, mời hai bạn ngồi. Hai bạn có rung gì không? Hả? Có rung không? Dạ hơi căng thẳng. Hơi hơi hả? Hơi căng thẳng hả? Đừng nữa căng. Quý vị cho chàng có tay để cho cô vô bớt căng. Rồi bây giờ để cho bớt căng thẳng, Nhân em là người đầu tiên giới thiệu về mình. Em tên là Nguyễn Thư Ngọc Huỳnh, năm nay em 27 tuổi, hiện đang làm kế toán. Em là Lâm Nghĩa Quyền, năm nay 26 tuổi, hiện nay là nhân viên. Quyền gặp Quỳnh khi nào, giờ Quỳnh gặp Quyền khi nào, khi nào mà Quỳnh với Quyền gặp nhau? Hai đứa tụi em thì gặp nhau năm 2008, tình cờ một đứa bạn của em, nó rủ em đi uống cà phê, nói là bạn gái của nó có một người rất là dễ thương, giới thiệu cho em. Thì lần đầu tiên gặp cô ấy thì dễ thương, vui vẻ. Ấn tượng ban đầu của em về anh này thì đẹp trai, cao to, nhìn cũng phong độ, nhìn rất là có duyên. Nhưng mà nhìn cái xe của ảnh thì giống như xe đua vậy, thì em cảm thấy là có ấn tượng xấu rồi, ghét. Rồi sao? Rồi đi chơi với nhau bao lâu thì cảm thấy là... Đi qua tới 2-3 tuần sau, tự nhiên cô ấy gọi nó Quyền ơi xuống cho Quỳnh đi chơi. Tự nhiên có người phụ nữ rủ mình đi chơi thì vui. Mà sao lúc đó Quỳnh lại gọi cho Quyền là chở đi chơi? Ban đầu gặp thì thấy cũng phong độ, thì thấy cũng thích thích, thì gọi điện rủ đi chơi thôi, chứ chưa có ý định, chưa có tình cảm gì hết. Dạ. Đến khi nào có một chút xíu ý định? Cỡ một tuần sau tự nhiên thấy thích cô ấy, làm quen cô ấy luôn đi còn sao. Tuần nào em cũng xuống chở đi chơi, chở đi chơi tới một ngày nào đó thì tự nhiên cô nói chia tay. Cái gì vậy? Ủa, nhưng mà đã yêu nhau đó là bao lâu mà? Đúng không, cái đó là chưa có yêu, nó gọi là mới quen thôi. Xong nhưng mà em là thích cô ấy rồi, nhưng mà cô ấy nói thôi còn đi học để từ từ tính. Đó cũng còn học lớp 11, em cũng muốn là tiếp tục công việc học cho nó xong, có công việc ổn định rồi mới tiếp tục quen. Nhưng mà cái đó cũng là một phần lý do thôi. Tại vì em thấy anh này cô ấy nghe lời bạn của cô ấy nên bỏ em. Nhưng mà quen bao lâu thì là xảy ra chuyện đó cưng? Dạ thì quen khoảng 3 tháng thôi. Nói nghe nè, nói chia tay với Quyền rồi là Quỳnh thì có một cái ý định gì với một cái người khác không? Sau khi chia tay rồi thì anh này rất là lì, hầu như là tuần nào cuối tuần cũng xuống cái quán nước của mẹ em ở đầu hẻm á, ngồi đó uống nước rồi nói chuyện, nói chung là lấy lòng. Lúc đó thì chưa có biết tại sao lý do gì chia tay nên em xuống chơi, ra tới ngã ba ngõ và thấy em ngồi ngoài quán là đi vô nhà. Còn mà trường hợp mà gặp bất đắc dĩ thì mặt nối mặt thì không mắc giống như là đạo kiếm nữa. Vậy hả? Không có quan tâm nữa. Chia tay rồi em ghét cái này lắm, nhìn mặt là không ưa. Nhưng mà em biết lý do tại sao mà Quỳnh chia tay em không? Em thì nghĩ lý do chuyện bạn nghe lời bạn, nghe lời bạn bè, bạn nào không nghe lời bạn bè, ý định cá nhân thôi. Không phải, bữa nay phải hai mặt một lời đi. Hai mặt một lời nói cho nó rõ luôn. Dạ thì mới có 17, 18 thôi mà quen vậy rồi sẽ sao nhãn chuyện học hành, với lại anh này thì cũng lười học, ham chơi nữa. Em cũng muốn là khuyên anh này học hành. Nhưng rồi mà trong cái thời gian quen nhau là em chăm lại, em học lại rồi. Mà chăm lại hả? Nghĩa là từ... Vậy sao vẫn để cho cổ đòi chia tay mình? Em không biết lý do chứ. Nói thì bây giờ bữa nay nói lý do đi. Tại vì anh này chưa bỏ cái chiếc xe đó. Còn thấy còn đi đua xe. Thấy chưa?
chia tay bao lâu? Khoảng 2 năm và tụi em bắt đầu quen lại. Ôi, lúc đó là Mạnh Ai có bồ à? Thì lúc đó thì em cũng có quen 2-3 đứa. Nhưng mà bóng của quả thì để trong trái tim em rồi. Sao nó yêu em mà quen rồi quá à? Thì quen để chở đi chơi, để nói chuyện lúc buồn. Chứ đâu có cảm giác gì. Hiểu. Tội, tội nghiệp đúng không? Chứ giờ bạn đồng trang lứa người ta có người ta chở sau lưng xe mà xe mình nẹt vô ngon lành, tự nhiên không có ai ngồi thì cũng kỳ. Đúng rồi. Sao không vùi đầu vô chuyện học đi cho nó hết thời gian? Tự nhiên đang thương bỏ quá, tự nhiên mới nói thì cái nản, không muốn học luôn. Không vô. Không phải lấy lý do đó anh, thật ra tại vì anh này không muốn học. Lấy lý do là chia tay nên là bỏ học. Đâu có đó thì mà quyết định không học thì ra học nghề. Nhưng mà lúc em chia tay bạn này á, thì lúc em có vùi đầu vào học hành không? Dạ thì vừa học vừa chơi, thư giãn thì cũng có quen thêm mấy anh. Dạ. Hai anh. Hai anh đó thì cũng đâu có vừa. Đâu có vừa. Bên này 3-4 thì bên này là 2-3. Thì quen với mức độ là bạn bè thôi, thì cũng chia sẻ đi ăn đi chơi cà phê thôi. Nhưng mà dạ, trong đầu vẫn còn nhớ hình ảnh của anh này. Trong đầu thì chưa có hình ảnh anh này. Tại vì em nghĩ anh này là anh còn ham chơi còn nhỏ. Em thì muốn quen cái người lớn tuổi hơn, có công việc ổn định, có thể chăm sóc cho mình. Vậy là lúc mà em biết bạn mình có người yêu khác á, thì lúc đó cái tâm trạng em sao? Em không có biết. Tới cái lúc biết là vô cái ngày mà em rủ bà đi chơi á, tự nhiên đang ngồi ăn có cuộc gọi thoại, hay bà đi về gấp thì em cũng trở về. Là em đi vòng vòng chơi, vô tình bắt gặp, leo lên xe người khác nữa đi nữa. Lúc đó nóng quá, tức quá rồi, nhưng mà gán kiềm chế, coi chừng nào mới đi về. Nó cũng cỡ một tiếng sau thấy đi về, thì lúc đó em chạy nhà bắt đầu gọi thoại. Việc này cũng là một cái sự cố kỹ thuật ngoài mong muốn của em thôi. Là em xếp lịch nhưng mà nó cận quá, nó cận quá nên là khi mà đi đẩy lịch đúng không? Dạ, đi ăn với anh ấy về, đang đi ăn á thì anh này gọi điện, anh này nói là tí nữa anh đi làm về anh sẽ ghé. Rồi em đầu trở về em nói là mẹ em có việc kêu về, thì em nghĩ là anh này đi về nên em không để ý. Xong rồi đi ăn khuya với anh kia rồi về. Xong rồi về vô nhà chuẩn bị ngủ rồi nhận được tin nhắn của anh này, nói là hồi nãy Quyền thấy rồi. Xong cái em mới cũng giả ngơ là nói thấy gì. Thấy Quỳnh đi chung với lại cái anh nào đó. Thì em nói rồi, xong rồi, kỳ này là tiêu rồi. Xong rồi lúc đó thì em gọi luôn. Gọi luôn bây giờ, nói thôi bây giờ giờ sao Quỳnh, một giờ một trong hai đi, theo nhau 2-3 năm rồi, bây giờ không được nữa thôi, thua luôn. Quỳnh trả lời sao? Trong thời gian quen thì cũng có nhiều cái vui buồn, thì em chỉ nhớ nhất là cái lần em bị bệnh cả tháng á, thì chồng em á ngày nào đi làm về cũng chở em đi bác sĩ chích thuốc. Đó thì em nghĩ đến cái sự chăm sóc và cái sự theo đuổi 2 năm trời rất là kiên trì. Dạ, kiên trì. So với anh kia thì anh kia cũng quá nhiều tật xấu, thì cuối cùng em chọn chồng em. Đó. Lúc mà với cái anh kia thì thấy anh nhiều tật xấu quá. Dạ. Cho nên quyết định chọn anh này. Rồi lấy anh này xong rồi anh này có tật xấu gì không? Dạ, trời, tật xấu nhiều lắm chị ơi. Bây giờ mình kể cái tật xấu nào xấu mà nhất. Nó nặng đô nhất. Xấu nhất đi. Nổi chọi nhất đi. Là cái tính hay ghen, rất là ghen. Ghen bừa bãi mà suy diễn. Em không ghen anh hả? Thôi, tôi chỉ có hỏi cái này mà. Kể cho anh ta trăm tụng đi. Ai ghen hơn? Chồng em ghen hơn. Chỉ có cái việc mà lướt Facebook thôi á, vô là coi em like hình của ai, comment gì thì sẽ hỏi anh này là ai, quen như thế nào, ở đâu. Sao em ai cũng quen á vậy? Em không nói chuyện với người ta sao người ta trả lời lại em, giống như là quy chụp em vậy, rất là bực mình. Chỉ có like thôi mà đã tìm hiểu kỹ rồi đó. Dạ. Thôi em đừng nghe Facebook anh nha. Vợ em ghen sao? Vợ em cũng ghen dụng Facebook. Thì em lên Facebook quen con gái nhiều. Bạn em thì em cũng chấp nhận thôi. Có hỏi mấy đứa này là ai sao em không biết. Thấy gái thì... đẹp là ép ép. Phải lắm rồi, hoàn cảnh thôi. Hỏi tế nhị nè, chồng em mê gái không? Dạ mê chứ chị. Đàn ông mà. Đúng. Thì đàn ông hay mê gái. Nhưng mà em chấp nhận được cái mê gái của chồng em không? Chấp nhận được nhưng mà có sự kiềm chặt của em. Chị thì nghĩ đơn giản lắm. Giờ cuộc đời này xung quanh mình có bao nhiêu thứ mình cần phải hưởng thụ đúng không? Dạ. Ai mà không thích cái đẹp thì cái bông đẹp cũng nhìn vậy. Đúng không? Dạ. Cái đầm của em mặc đẹp mình cũng muốn nhìn vậy. Cái đầu của anh Thuận nó lạ mình phải nhìn chứ. Đúng không? Nên cái chuyện mà anh Thuận này em nói đúng á, gái đẹp có quyền nhìn. Không có lý do gì mà để mà mình cấm cản hết trơn đó. Miễn là mình tin tưởng nhau, mình chỉ cần biết được rằng sau khi nhìn tất cả
con gái đẹp trên đời này có một câu kết luận vợ anh là đẹp nhất, ngoài cái đó còn có cái gì xấu nữa không cưng? Tính xấu thứ hai là rất là nóng tính, lâu lâu lại lôi chuyện quá khứ ra rồi nói với cái vẻ là rất là bực bội. Thật nóng lên mặt đỏ như quan công, mới bắt đầu la lớn tiếng lên câu có lại rồi hỏi bây giờ em muốn gì. Xong rồi thế em mà giận lời em, muốn trả lời không? Em giận em im, em không trả lời lại chọc cho anh này càng tức lên nữa. Mỗi lần vậy có đập đồ hay đập em không? Có một lần cãi lộn hù em đưa tay lên định xử em, nhưng mà em đâu vừa mặt nè ngon nhào vô kiếm ăn. Nhào vô kiếm ăn. Nhào cái nhào vô cái là ăn liền luôn á, kiếm được liền luôn á. Rồi còn vợ em sao? Không chịu nấu ăn, hay đi siêu thị mua đồ đẩy tủ lạnh nhưng mà không chịu nấu hết đát rồi xong rồi đem dục. Tôi đoán là chưa có con đúng không? Dạ chưa. Phải không? Nhưng mà mai mốt có con cực nữa đó. Bây giờ em có muốn chồng em thay đổi gì không? Bớt ghen đi, bớt nóng tính lại, phải nói chuyện nhỏ nhẹ, đừng có quy chụp vợ. Vậy hả? Mong muốn vợ thay đổi gì nữa không? Bớt đi chơi một mình nữa. Em đâu có đi chơi một mình đâu, em rủ anh theo mà ảnh có công việc anh đi không được, mà em lại thích đi chơi nữa. Ai mà rủ là em phải đi cho bằng được. Gà em không đi, em ở nhà em có tưởng tượng là vợ em đi trong nhóm đó có con trai đi theo không? Đi chơi phải có con trai rồi, nhưng mà đi chơi thì bỏ khóa máy luôn. Cả em bức lên nữa. Coi như cứ một lần đi chơi vậy là xảy ra từng đó câu chuyện đó. Dạ. Nó cho đi nhưng mà trong lòng bắt đầu suy diễn á, suy nghĩ đó, suy nghĩ đó. Đi chơi nhưng mà vợ đi thì giận dỗi, nói là đi chơi mình này kia, giống như là mình có lỗi lắm. Nghĩa là ngoài miệng cứ đi đi, cứ đi đi, nhưng mà trong bụng là me. Dạ, đúng không? Đúng rồi. Vậy thôi đó hả? Rồi em ước muốn gì nữa không? Em cũng ước muốn là sang năm thì hai đứa có được đứa con. Trai hay gái? Dạ, con trai đầu lòng. Em cũng giống vợ hả? Tại bữa giờ tàn ẩm con nít hàng xóm chơi luôn mà. Với nặng em bé hoài nó thôi, em bây giờ mình bớt đi chơi rồi mình đẻ đi. Thì chị nghĩ vậy nè, em phải rủ chồng em đi thể dục thể thao nhiều, để nó sẽ tạo ra rất nhiều những cái điều có lợi cho cả đôi bên. Thứ nhất là đạt được ước mơ là có con trai đầu lòng. Cái thứ hai trong cái quá trình đi tập thể thao chung đó, đó rồi tự nhiên thấy yêu nhau hơn, bớt ghen đi. Đúng không? Cái gì cũng chung nhau hết, về hai đứa cùng mệt nè. Rồi xong bắt đầu là chia sẻ công việc nhà cho nhau. Đúng không? Đó thì là tự dưng mọi thứ nó giống như là điều mà tụi em mong muốn, cái sự thay đổi với nhau vậy đó. Cảm ơn hai em. Bạn ơi, mặc đi, kẹo lạnh. Kẹo lạnh chứ thật ra là nãy giờ lạnh ngắt rồi. Bây giờ mình không biết nó là ai, rồi mình nhận thì làm sao biết sao mình trả đi, hay là em từ chối? Hai ba lần rồi cô ấy không chịu nhận. Hay là em tự ái quá, em vò cục, em bỏ vô chở xe với em cũng về luôn. Về tới nhà thì la quá trời luôn, tại vì có áo mưa mà không mặc mà. Bỏ ghê như chị là dục luôn. Trước khi cưới anh có hứa là khi nào mà em nấu cơm á, thì anh sẽ rửa chén hoặc là anh sẽ nhặt rau phụ em. Còn sau khi cưới anh chạy luôn. Bài ca bất tận tất cả những ông chồng trước khi cưới đó em. Em xin mời quý vị hãy cùng gặp gỡ với một cặp vợ chồng tiếp theo. Hôm nay là giao lưu với hai cô dâu, phải nói là cô nào cũng có một cái miệng cười rất là xinh xắn. À, cô hồi nãy có hai cái răng khểnh, cô này thì lại có bờ môi rất là xinh đẹp ha. Em sao mà vô cái em để ý liền những cái chuyện mà không, những người chồng người ta không hề thích cái chuyện đó. Phải không? Không sao. Tại vì khổ cái là bây giờ cô dâu ngồi đối xứng với em phải nhìn thôi. Thường thì là người ta nhìn vào đôi mắt đúng không em, để đánh giá con người, ta sẽ nhìn ngay vô cái môi vậy. Tại vì ngay vậy người phụ nữ bây giờ em nhìn vô mặt người phụ nữ bây giờ cũng nhìn cái miệng chứ đó. Em giới thiệu đi. Em tên là Trần Hoàng Quân, là kỹ sư công nghệ thông tin. Quân em nhiêu tuổi rồi? Dạ em 30 tuổi. Còn em? Em tên là Phạm Ngọc Hoài Thu. Dạ em đang làm kết website ạ. Nay em 30 tuổi luôn. Lần đầu tiên các em là gặp nhau là khi nào? Hồi trước là bọn em học chung một lớp luyện thi. Trong lớp á thì có một bạn rất là thích, thích ghê đó lắm. Thành ra cứ mỗi lần ngồi học lúc nào cũng dĩ đã với em về bạn này. Dĩ đã mức mà em buộc phải chú ý, em ngắm phát hiện ra cô này da trắng, mắt to, tươi tươi. Em không hề biết luôn. Em lúc đó cũng có tâm tin một anh chàng đẹp trai khác ở trong lớp. Dạ. Các bạn mà thích bạn này cũng thế hay không? Dạ không phải ạ. Em một người khác. Thành ra em mới có cơ hội. Thì cái một đêm bọn em đi học về tối, trời lại đổ mưa rất là to. Em thì phải mặc áo mưa đầy đủ, em chạy lên thì thấy xa xa có một bạn nữ đi xe đạp, không mặc áo mưa, mặc áo trắng nữa, ướt được, cũng hơi mụn mụn. Bởi vì mới để ý đó, y như em vậy đó, sợ thiệt. Rồi sao nữa? Mẫu ga lăng nổi lên, cái em dấn xe lên phía trước, liếc qua phát, à thì là cô ấy. Em mới lột cái áo mưa em mặc, em đưa qua nói, bạn ơi mặc đi, kẻo lạnh. Kẻo lạnh nha. Thì mới giống như do cái đó, kẻo lạnh chứ thật ra là nãy giờ lạnh ngắt rồi.
Lúc đó em nhìn qua, em không có nhận ra. Thì anh cũng cứ nặng nề em mấy lần luôn. Thì em mới suy nghĩ bây giờ mình không biết nó là ai. Rồi mình nhận thì làm sao biết sao mình trả. Hay là em từ chối. 2-3 lần là cô ấy không chịu nhận. Thế là em tự ái quá, em vò cục, em bỏ vô chở xe dưới, em không về luôn. Về tới nhà bị la quá trời luôn, tại vì có áo mưa mà không mặc mà đổ mưa. Ghê á, như chị là dục luôn. Do dục. Đó mà em làm như chị Vân là giờ này em đâu có vợ đẹp gì. Quá em về, em cứ ngồi nghĩ chuyện đó hoài. Nhưng mà từ đó là em ấn tượng là cô này vừa xinh xắn, còn cá tính mạnh nữa, quấy bỉnh nữa. Thôi, được rồi, hay là lên kế hoạch tấn công. Nhờ vậy mà quyết định tấn công nè. Còn vợ thì cảm xúc của em như thế nào? Đó là em cảm thấy buồn cười. Em gặp em gái của em, khi em mới nói với nó là hôm nay có một fan hâm mộ đến là để đưa áo mưa cho chị. Nhưng mà chị từ chối, chị không nhận. Bởi vì xấu quá, làm sao mà có cửa để cua chị. Trời ơi, có biết cô đó không? Hay là sau này mới biết? Chắc nghĩ là tới bữa nay mới biết đó. Chắc bữa nay mới biết đó. Biết chắc thôi luôn. Rồi thì đến lúc nào thì em mới cho người đàn ông này một cái cơ hội để mà quen với mình? Sau cái bữa đó thì đầu em phát hiện ra là bạn học chung lớp với mình. Thì em có hỏi thăm một bạn bên cạnh của em. Bạn đó thì biết hết tất cả thông tin của những bạn trong lớp. Thì bạn mới nói về bạn này học cũng giỏi. Khi đầu mới tìm hiểu nhau. Em ấn tượng rồi thì em quyết định phải tấn công. Cái tấn công của em á là tạo cái kiểu là mưa dần thấm lâu. Đã quen nhau trong một đêm mưa rồi thì mình sẽ tới mưa tiếp. Thì mỗi buổi tối á, khi bạn ấy đi về thì em phóng xe lên trước. Nhưng em đến giữa đường em đợi ở cây xăng. Thì sau khoảng một thời gian ngắn thì em biết được nhà, biết được bạn ấy học trường nào. Thế là em cứ lên kế hoạch. Và đến một ngày á, là trong lúc bạn ấy đi về em lướt xe lên tới. Cặp xe lên. Từ đó là về sau là bọn em đi học về chung nữa. Và lúc đó là em kèm sát luôn. Cho một cơ hội nào để ai thi. Bao lâu trường mới tỏ tình? Tình cờ là bọn em thi chung trường và cùng đậu vào trường, là trường Đại học Bách Khoa. Nhưng mà chỉ khác khoa thôi. Em nhận được tin đó em rất là vui. Nhưng mà lúc em cũng rất là lo lắng. Tại vì trường Bách Khoa thì nam sinh nhiều, nữ sinh ít. Coi như là thỏ thì ít, mà hổ báo thì nhiều. Thành ra em quyết định là trước ngày vào trường là em phải tiên phát chiến nhân, tấn công ngay lập tức. Phải đổ 2 bút đồ ngay lập tức. Bữa đó là bọn em được tổ chức đi tham quan đại miếng gì Củ Chi. Và em đã quyết tâm là phải hạ gục đồ ngay ngày hôm đó để không tạo ra một cơ hội nào cho đất nước. Cho một kẻ thứ ba nào. Cho một kẻ thứ ba chiên vào. Thì em mới nghĩ rất là nhiều lời hay với đẹp và đồng thời mua món quà. Đến cái lúc mà chuẩn bị ra về thì tranh thủ là mọi người đang nhốn nháo là em chạy tới tìm được bạn ấy, lôi ra cái hồ nước trước đền. Anh lôi ra hồ nước trước đền làm gì? Anh lúc tóc anh nói được vài câu xong rồi anh tặng em món quà. Anh nói gì? Lúc đó anh chỉ nói được mấy câu rồi, nhưng mà mình quen nhau lâu rồi. Giờ mình cũng thích bạn. Thì bây giờ mình tiến đến với nhau là mình yêu nhau đi. Lúc đó tôi mấy câu em đưa món quà, đó là một cái hình trái tim màu đỏ. Em đưa ra xong em bóp một phát. Em phát lên I love you. Rồi nắm tay lắm. Rồi sau đó là bạn thấy bạn ấy cười gật đầu là em nắm tay em lôi về luôn. Sau khi mà quen nhau có bao giờ mà giận hờn nhau? Giận thì không giận, nhưng cũng có lần bọn em xuất tan vỡ luôn. Lần đó là em phải đi công tác Hà Nội 1.5 năm. Thì sau khi đi công tác Hà Nội thì có một lần về phép là em mới ngỏ lời cưới hỏi đi. Thì tự nhiên thấy bạn ấy trầm ngâm. Ba yêu nhau bao nhiêu lâu rồi? Giờ còn gì nữa? Mấy năm. Sau đó thì do điều tra ra em mới tìm ra một sự thật là sao. Lúc đó là em bị say nắng một người khác. Thời gian đầu khi anh đi á, em cũng rất là quan tâm tới ảnh. Em gọi điện thoại, em nhắn tin nói chuyện rất là nhiều. Thời gian đầu anh cũng trả lời. Sau đó cái ảnh vơi dần đi. Có lúc mà em nhắn tin xong 2-3 ngày sau anh mới trả lời. Gọi điện thoại cũng không thèm nghe. Sau đó cái em giận, cái em chán. Lúc đó thì bên cạnh em thì lại có một anh chàng cũng rất là đẹp trai, rồi lại quan tâm chăm sóc cho em nữa, làm em bị lung lay. Em đừng nói với chị là em cũng bị say lạnh đó. Ngoài kia say rét. Say rét đó, ở đây là say nắng, không phải là say rét à? Dạ không ạ, tại vì lúc đó là em tham dự rất là nhiều cuộc họp. Cô bé này gọi tới, đang họp với khách hàng em không nghe được. Sau đó em đi ra thì lu bu em quên mất, không gọi lại. Nhưng mà sau này về biết được cái đó là nguyên nhân thì em mới là sốc. Chị hỏi em nè, công nghệ thì nắm ở trong tay. Tối trước khi đi ngủ phải nhắn tin cái ví dụ vậy, đúng không? Nói chung là cũng hơi vô tâm. Đúng rồi, vô tâm. Chứ không phải là vì là say rét. Thì sau khi mà thì cổ thú nhận là như vậy, em thấy rất là nguy hiểm. Em xin nghỉ phép 2 tuần. Em quyết tâm là phải khôi phục lại tình trạng ban đầu. Tức là sốc mà sốc tích cực em ơi, không phải sốc tiêu cực. Thực ra lúc đó em cũng không thực sự hy vọng mấy, làm hết sức mình thôi. Thì em mới tìm cách em chăm sóc
bạn ấy nhiều hơn nhờ cái sự giúp đỡ của mẹ vợ nữa. May mắn sao sau đó tình hình nó thay đổi. Để hỏi là xã chứ lúc đó em khó xử không cơ? Dạ có, em cũng phải mất một thời gian dài. Thì sau đó mẹ em biết, mẹ em la, mẹ em bảo là thì người ta mới quen mà làm sao mà mình biết được người ta như thế nào. Rồi người ta còn đẹp trai, còn nói chuyện hay nữa. Thì khó mà tin tưởng được. Trong khi anh á, thì mình quen lâu lắm rồi. Rồi thì em quay về đó, đến bao lâu thì hè để lấy nhau? Làm liền luôn anh, em sợ quá rồi. Em không thể nào để cơ hội vượt qua nữa. Em quyết định là bắt phải ký cái chung một hợp đồng luôn. Thế là sau khi cưới nhau thì em phát hiện anh chồng em có điều gì đó bất ngờ. Sau khi cưới thì một tật xấu là lộ ra hết. Trước khi cưới anh có hứa là khi nào mà em nấu cơm á, thì anh sẽ rửa chén hoặc là anh sẽ nhặt rau phụ em. Còn sau khi cưới anh chạy luôn. Đó là bài ca bất tận tất cả những ông chồng trước khi cưới đó em. Em có rửa chén chị. 8 tháng 3 và 20 tháng 10 hàng năm em đều xung phong cưới nấu cơm. Ngoài cái chuyện rứa ra đó còn cái gì nữa không? Anh có tật nghiến răng ạ. À. Nghiến răng khi ngủ hay nghiến răng khi thức? Dạ nghiến răng khi ngủ. Em mà hễ mà nghiến răng là cổ dựng lên. Trời ơi. Công nhận vợ em hiền ghê. Còn ngoài cái chuyện mà bị vợ em đánh trong giấc ngủ thì còn cái gì nữa không? Từ lúc mà yêu nhau thì rất là thỏa thẻ, hôm nay vàng thì em nói gì cũng nghe hết. Đâu bây giờ giống nai mà. Vậy giờ thành con sư tử. Ủa đúng không anh? Em rất là nai. Giống nai vừa đi. Ở đây tất cả các anh chị có tin rằng là cô dâu ngồi trên này là một con sư tử nhỉ? Có. Không? Không bao giờ. Trời, là em rất xuống giường đó. Còn ngoài ra thì vợ em á còn có cái gì nữa không? Cũng lạ lắm là trước khi cưới á thì ghen lên bờ xuống ruộng luôn. Sau khi cưới hình như là hết biết ghen. Trước khi cưới mà có một lần á, khổ mượn cái bóp của em, trong đó em để quên một tờ giấy. Và sau đó lần đó là ghen cho em tan nát luôn, tan thành luôn. Một tờ giấy đó ghi cái gì vậy? Dạ tờ giấy đó là lời chúc mừng sinh nhật của một cô bạn gái cũ của ảnh. Ảnh để trong đó mấy năm liền rồi. Cho nên em mới thắc mắc, em hỏi tại sao anh phải để như lâu như vậy, anh không lấy ra. Cổ bắt em phải tự tay cầm tờ giấy đó, bỏ cho khác. Cảm giác là chồng em có một cái là đầu tư, đúng không? Dạ đúng rồi, đầu tư quá mất luôn chứ ai để quên năm rưỡi như vậy, đúng không? Nhưng mà tại sao em lại hết ghen? Lần đó là công ty em tổ chức thi khiêu vũ. Giống như bắt cặp không biết làm sao mà em được bắt cặp với một cô thư ký xinh đẹp, xinh đẹp, dễ thương. Khi mà biết cái đó là em cũng thử xem vợ mình còn ghen không. Thì khi tập á là bọn em nhảy kiểu rumba rất là tình tứ. Em rủ bọn em theo. Cái con cô kia thì cũng rủ bạn trai theo. Anh biết kiểu rumba là nó sẽ có những động tác rất là gợi cảm tình tứ đó. Đó. Ôm eo, ôm eo rồi. Đó. Thì cũng có một cái động tác rất là gợi cảm là em phải nâng cô bạn gái lên và áp mặt vào nhau như thế này, giống như là đang hôn nhau vậy đó. Em liếc qua thì thấy anh bạn trai của cô thư ký đó mắt long lên sòng sọc, mặt tinh lại, rất là máu dồn lên mặt rồi. Em liếc vào cô này cười te. Đã vậy xong đó cũng lại chỉ em ở động tác thì còn phải tình tứ hơn nữa nè. Tại sao vậy em? Anh nhảy rất là dẻo hơn cái cô kia nữa, lắc mông trời ơi, dẻo lắm. Cái em thấy mắt cười của em quên luôn, em không để luôn cái chuyện đó luôn, cái vụ ghen à. Rồi sau đó là sao? Thì sau lần đó là em không dám bắt cặp với ai nhảy nữa. Nhưng mà cuối cùng là có khi vũ trong cái đêm này không? Dạ có. Thực ra là đó chỉ lọt là lọt có một lần đó thôi đúng không? Chứ còn dễ gì mà không ghen. Trời ơi, vui vẻ hạnh phúc quá. Vậy là các bạn còn muốn ở nhau cái gì hơn như vậy nữa không? Em cũng cần ảnh thay đổi. Và ảnh cũng khá là tự tin và khá lạc quan vào cuộc sống. Tự tin về nhiều việc quá cho nên là nhiều lúc mà ảnh làm những cái vấn đề á mà ảnh không có lường trước được hậu quả. Em nói anh lạc quan vậy em có thấy em bi quan? Dạ có. Anh vẫn hay nói là em bi quan. Em nghĩ là em không phải là em bi quan mà em chỉ nghĩ là em nghĩ trước tất cả những cái. Nhưng mà nhiều khi lo quá xa. Tức là việc chỉ cần lo 10 mét thì lo tới cả cây số. Cái người vợ lo xa là cái người vợ mà sau này chồng và con sẽ được nhờ. Còn trong cuộc sống thì với người đàn ông cái tự tin là cái rất là quan trọng. Nhưng đừng liều. Nhất là trong vấn đề làm ăn. Đừng bao giờ liều mà gọi là liều mạng. Xin cảm ơn hai bạn. Thì em nhận được cuộc điện thoại đó, nghe bên đầu bên kia là alo chồng hả chồng? Hết rồi. Nhưng mà em cũng có đứa em tên là Trọng thì em mới nói lại là với anh Trọng hả? Lúc đó em quên. Tại vì mới có một tuần thì ít ra cũng phải nhớ chút chút.
xong rồi nhắc lại thì cũng nhớ, xong rồi hẹn nhau là về Sài Gòn rồi mình gặp nhau. Thì mình rất là lo, nửa đêm cứ nằm khóc rấm rứt vậy, tại vì mình thấy mình có lỗi á, mà ông này thì ổng cũng hay làm những cái chuyện điên điên mình không có biết được. Thì em qua nhà bạn em thì nó ngồi nó làm việc á, tối rồi thì em không biết làm gì, em thấy cái vít em cầm em chọc vô ổ điện, nhưng mà em còn cái cán này nhiều hơn nó không sao, nhưng mà nhà nó thì cúp điện hàng loạt hết. Và bây giờ xin mời quý vị khán giả cùng gặp gỡ với cặp vợ chồng đầu tiên. Chào chú rể, chào cô dâu. Không, chào hoàng tử, chào công chúa chứ, đúng không? Giới thiệu về mình đi em. Em tên là Nguyễn Tấn Thịnh, năm nay em được 30 tuổi. Em đang làm bên phòng kinh doanh. Còn đây là bà xã của em. Mà tên là Hứa Thị Bích Tuyền, năm nay 29 tuổi. Chồng là kinh doanh hả em? Dạ, em làm bên kinh doanh. Còn em là bên... Em làm bên quan hệ công chúng. Quan hệ công chúng. Tụi em quen nhau trong trường hợp nào? Đó là một cái câu chuyện cũng khá là dài. Năm đó là tình nguyện viên tham gia chiến dịch mùa hè xanh ở tỉnh Trà Vinh. Vào cái ngày hội quân cuối chiến dịch á, thì tất cả các đội viên và cả đội chỉ huy sẽ gặp nhau. Lúc đó cả đội cũng đã ăn mừng xong rồi, thì em mới ngồi trước cổng trại. Trong đội của em á, thì có một cái trào lưu là dày, mọi người cùng viết, cùng nhau là viết lưu bút, đặt cho nhau những cái biệt danh. Em cũng có một cái bộ sưu tập những ông chồng trong lưu bút. Sưu tập chồng á. Thật ra lúc đó mình đi mùa xanh mình cũng rất là đen đúa xấu xí, nhưng mà không biết làm sao mình thu hút được bốn anh rồi. Thì mình quyết định là đêm nay, cái đêm hội quân đó là mình phải vớt được thêm một anh nữa cho nó đủ nửa chục. Thì cái là em thấy ảnh đi ngang, cái em cười ngoài mắt ảnh là anh ơi sao em thấy anh quen quá. Em đang ngồi ở cái cổng đó. Dạ. Thì anh ấy đi ngang qua. Dạ. Lúc đó em cũng cắm trại xong ở đội của em thì em đi vòng vòng. Em cũng đi ngang thì nghe nói là quen. Mà trên tay cầm hai con khô nữa. Nên đó là em tấp vô em làm quen luôn. Quen con khô hay là quen cô bạn này? Cười thì cũng tươi nhưng mà con khô thì cũng còn tươi. Em làm quen rồi cũng nói chuyện với nhau. Hồi nói mà cũng quên luôn con khô và bắt đầu ghi lưu bút. Trời ơi. Có nghĩa là đây là cái người thứ năm của em đó. Dạ đúng rồi. Lúc đó em nói chuyện một hồi thì em cũng ký vô là chồng năm hứa nuôi em 5 năm. Chị hỏi nè, em có thấy là từ đó đến nay con số 5 là con số may mắn của em không? Đúng rồi, đúng may không? Mắn. Sau đó đúng thì không? Em có ký là một cái hợp đồng khác là giấy đăng ký kết hôn. 50 năm. Rồi sau đó thì hai người hẹn hò đó sao? Kết thúc chiến dịch về em đi làm, còn cô ấy thì đi chơi với bạn ở Gia Lai. Đột nhiên là mình nảy ra ý định là mình muốn gọi điện cho anh này để mình khoe về cái chuyến đi đó. Thì em nhận được cuộc điện thoại đó, nghe bên đầu bên kia là alo chồng hả chồng? Hết rồi. Nhưng mà tại em cũng có đứa em tên là Trọng thì em mới nói lại là kiếm Trọng hả? Rồi lúc sao? Đó em quê quá. Tại vì mới có một tuần thì ít ra cũng phải nhớ chút chút. Xong rồi nhắc lại thì cũng nhớ. Xong rồi hẹn nhau là về Sài Gòn rồi mình gặp nhau. Rồi có gặp không? Có. Sau đó về Sài Gòn thì cũng chat qua chat lại này kia. Rồi tới sinh nhật của cô ấy thì cô ấy cũng có mời em đi uống nước này kia. Lúc đó em thì em cứ nghĩ là bạn bè bình thường thì em mới rủ thêm thằng bạn ở cùng nhà trọ nữa. Trời ơi, hai ông đèo nhau đi đến dự sinh nhật vậy đó hả? Đi đến xong rồi mấy đứa bạn gái cùng phòng của cô ấy nói là sao mà vẫn đi chơi với người yêu, sao mà vẫn vẫn ông bạn thân rồi vẫn kia đào theo kia không biết canh ai. Thế là em cũng ra em nói là thôi mày về trước đi, hồi tao về sau. Thì anh này anh cũng không có tâm lý, tại vì thật ra lúc chat là em nhớ rõ là anh nói là anh hứa là anh qua anh chở em đi chơi. Mà lại dẫn theo cái ông kỳ đà đó. Thì anh này cũng rất là lịch sự, ga lăng là chở mình tới cái nhà sách đó để mà mua một món quà. Cái hồi anh dừng lại ở cái kệ gấu bông, chỉ vô cái con to nhất, nói em ơi em có thích con này không? Vừa hỏi xong thấy cái giá của nó trời ơi. Mất hồn không đủ tiền. Rồi em có mua không em? Lúc đó rung quá đi, cái chờ con này trả lời. Ta mua rồi phải không? Dạ không, người đàn ông này là mình mới vừa gặp. Mình nhận của người ta một món quà to vậy em không biết là chuyện nó đi tới đâu. Mất công mắc nợ rồi sao quá. Đúng rồi. Em nói thôi đi uống cà phê đi. Vô tình là em cứu chồng em một bà vua trông thấy luôn, đúng không? Lúc đó em buồn quá để rồi trong cái thời gian hẹn hò đó
hai người có một cái kỷ niệm gì mà đáng nhớ hơn không? Có một lần đó em cũng chở cô ấy đi chơi xong rồi trở về thì cô ấy mới nói là anh đợi em chút xíu em vô em lấy chai dầu gội đầu đưa cho anh. Cái mình mới sung sướng quá đi, hồi hộp mình đợi ở ngoài cô ấy vô lấy chai dầu ra rất là vui vẻ đưa cho mình. Cái cô ấy nói là anh ơi cái này là em mua 57 ngàn á, em bán lại cho anh 52 ngàn thôi. Tôi nghĩ trong đầu là cô ấy sẽ nói anh ơi tặng cho anh đó. Rồi có trả tiền không? Có. Em cũng ngây ra một chút xong rồi em cũng móc ví ra em trả 52 ngàn. Sao tự nhiên lúc đó em lại bán vậy? Đó mình còn là sinh viên cũng còn phụ thuộc vào gia đình thì cái số tiền đó nói lớn, với lại anh này á thì mình cũng có mắc nợ mắc nần gì anh đâu. Quà rồi. Sinh nhật anh tặng mình cũng đâu có lấy, mình đâu có nói là mình cho anh tại anh tưởng bỏ. Chị rất là thắc mắc, em mua 57 ngàn tại sao em bán 52? Khai thiệt đi, bữa đó xài chưa? Hình như là có xài rồi tại vì biết ngay mà thấy chưa. Cô này rất tính toán, có kiếm buôn bán đúng như rồi mà còn vậy là biết giữ tiền đồ này kia cũng rất là tốt à. Rồi thế là quyết định tấn công. Đúng nhờ. Rồi, thì lúc đó yêu nhiều hơn. Yêu nhiều hơn, đó. Hay ha, công nhận không? Hai chồng em toàn là chưa lạ không? Lạ đâu còn cái nào lạ nữa, nói chị nghe coi. Hôm đó thì em cũng vô tình coi trên cái máy tính á, thấy trời ơi, luôn một cái file tên là chat với Nam, chị chịu nổi không? Nam là cái người yêu cũ của cô ấy, hai người là hẹn tối nay là gặp. Thì thế là em sôi máu lên, tức quá đi, nhưng mà em kìm xuống. Em mới nói với cô ấy là thôi để anh chở em đi làm, chiều anh đón em về. Không chịu. Thì nó không có gì hết, nhưng biết là tính ảnh ghen cho nên là mình thoát cái đoạn chat trên Yahoo. Cuối cùng là càng làm càng rối, thành ra cái cách ngu ngốc nhất là có bị vô cái file word, cái bỏ vô cái chỗ mà mình hay đánh bài vở thì là ảnh phát hiện ra được. Cuối cùng có đi gặp bạn đó, có đi gặp người bạn đó và có tặng quà cho người bạn đó xong trở về. Quà mà nói láo em chị, tặng cái chai dầu thơm mà nói là tặng cái đĩa album mà trong khi cái album đó là em thích nhất nữa. Lúc đó em tức quá trời tức luôn. Thì lúc mà em đi làm về không có liên lạc được với ảnh, gọi điện cho bạn ảnh thì cuộc họ cũng không có nói. Thì mình rất là lo, nửa đêm cứ nằm khóc rấm rứt vậy, tại vì mình thấy mình có lỗi á. Mà ông này thì ổng cũng hay làm những cái chuyện điên điên mình không có biết được. Thì em qua nhà bạn em thì nó ngồi nó làm việc á, tối rồi thì em không biết làm gì, em thấy cái vít em cầm em chọc vô ổ điện. Nhưng mà em còn cái cán mình nhiều nên không sao, nhưng mà nhà nó thì cúp điện hàng loạt hết. Tội nghiệp anh thôi, anh đây bị sốc cầm dạy vô chứ. Ngồi nó nhìn thấy em chọc vô thì nó tưởng em chọc cái tay vô ổ điện. Nó nói thính thính mà có sao không anh? Cái này em không thèm trả lời. Thính mới con sống anh. Nó đâu dám đụng em đâu, tại nó sợ. Cúp điện mà, cúp điện đâu có thấy. Ta nói gì? Rồi cái em mới nói là tao nè. Tức giận nhưng mà cũng có cái sự mà cân đong đo đếm. Chứ bữa đó mà chọt cái tay vô là coi như xong luôn rồi. Giận xong cái tay rồi. Xong luôn rồi. Rồi lúc mà lấy nhau xong có cái gì bất ngờ về nhau đúng không? Gia trưởng mà khó tính lắm. Lúc yêu thì chiều người ta không yêu. Ví dụ như chở, có chở đi mua sắm thì cũng có đợi lâu thì cũng đâu có phàn nàn chứ vậy đâu. Còn sau này cũng phát hiện ra chị nữa là chuyện ăn mặc của mình ông cũng quản. Cái biển hả? Đi biển mà mua cái quần sọt với cái áo ba lỗ nó... thôi dẹp liền. Đi thay cái áo nào dài dài, cái quần cái áo nào dài dài cho tôi. Chị Vân mà đi biển mà... Nhưng mà vợ mình mà để người ta dòm nó này kia cũng không có thích. Đó, bây giờ đó không thích vợ vậy, vợ thích chồng vậy. Vậy thì qua chương trình này thì mỗi người có muốn người bạn đời của mình thay đổi gì không? Khuyết điểm của vợ em là mua sắm nhiều quá đi mà. Có một lần á thì bà xã rủ là đi mua giày, em ngồi ngoài em đợi một tiếng đồng hồ luôn, lựa lâu thiệt lâu, cuối cùng ra không cầm gì cả. Cái em mới hỏi là ủa em mua không được hả em? Nói là không, em lựa được 2-3 đôi cũng ưng lắm á, nhưng mà để em mua cái đầm nào hợp em mới mua đôi giày. Xong rồi cái em tức quá trời tức luôn, kêu lên xe đi về khỏi mua gì hết. Trên đường về thì em mới nói á là không lẽ mua cái đầm là đôi giày, hai cái đầm hai đôi giày, một tủ đầm là một tủ giày. Vậy mà cũng cãi, em mua vậy là em tiết kiệm. Cái này là do anh không có tâm lý chị ơi. Sao tại vì á lúc đó là thật ra là em mới sanh xong. Thì thứ nhất là cân nặng của mình lên, cái hình thể của mình nó cũng khác, quần áo là chật hết rồi, giày cũng chật cũng tăng lên một số. Thì cái chuyện mà mình mua sắm đồ mới là cái chuyện nó cũng gọi là cũng hiển nhiên. Mua
coi có kế hoạch chị ạ. Nói là năm nay là em cần bao nhiêu đôi giày thì chỉ mua đúng cái số lượng đó thôi. Chị bây giờ dễ lắm, bây giờ em cứ cho một năm á là em có 5 đến 10 hoặc là đến 50 đôi giày. Trời ơi, trời ơi. Vậy là có kiểu đó thì tùy cho tụi em thỏa thuận. Rồi em cứ vậy mà em thực hiện thôi. Đúng không? Dạ. Còn chuyện em giữ gìn được cái giày của em á, từ năm nay tồn qua năm kia đó là chuyện của em. Hay hay. Rồi, rất cảm ơn tụi em. Cảm ơn hai bạn.